Hiện tại thì em Ngọc đang có mặt tại nhà hai vợ chồng của em Trơ. Hai vợ chồng nghèo trẻ, không có đất ở mà phải đi ở nhờ đất người khác. Thì hôm nay em Ngọc vào đây cũng có một cái tin, thêm một cái tin vui nữa cho gia đình nhà em Trơ. Đó là về cái khoản quỹ nhà em Trơ. Hiện tại thì vợ chồng em Trơ cũng, em Ngọc cũng vừa gọi ta và đi lên nền đấy thôi. Em Ngọc sẽ lên lên trên nền này thông báo một số cái ngoài nguồn kinh phí liên quan đến cái gia đình nhà em Trơ. Gỗ mọi thứ hôm nọ lên lên vẫn đầy đủ hết đúng không? Vâng ạ. Cái này là để sau này mình làm nhà bếp nhé. Vâng. Chứ đừng lấy đi đâu cả. Cứ ở đây, cứ để nguyên đây thôi. Hôm nay em Ngọc chủ yếu lên đây là để thông báo cho hai vợ chồng em Trơ biết một cái tin vui. Cách đây khoảng vài hôm thì em Ngọc cũng có báo một cái tin vui. Đó là được cái sự tài trợ của các cô chú cũng có ủng hộ thêm cho nhà em Trơ ấy. Khoảng mấy hôm nọ về đây thì Ngọc cũng có nhận được thêm cái khoản tài trợ mới của nhà em Trơ. Vì vậy là cái số tiền của nhà em Trơ gần như là được một cái nửa căn nhà của em Trơ thôi. Một cái tin rất là đáng là mừng. Em Ngọc xin đọc lại cái khoản kinh phí cũng như là cái tổng cái số cô bác Mạnh Thường Quân là cũng hỗ trợ cho nhà em Trơ. Em Ngọc xin đọc lại từ đầu nhé. Một là có cô Luyện ở Quảng Uyên, Quảng Ninh là gửi đến là 2 triệu đồng. Hai là có chị Huệ Tiến ở Cao Bằng là 1 triệu đồng. Ba là cô Xuân ở Sài Gòn là 5 triệu đồng. Mới đây em Ngọc cũng có nhận được là của một anh là thầy chùa ở dưới Hà Nội là 10 triệu đồng. Và cái ngày 28 tháng 5 vừa rồi này thì em Ngọc cũng có nhận được là cái số tiền là 1 triệu đồng, nhưng mà chưa có cô bác nào là liên hệ lại với em Ngọc. Là em Ngọc cũng rất là mong muốn qua video này cô bác cũng sẽ là liên hệ với em Ngọc để em Ngọc lấy lại cái tên người nhận để ủng hộ nhà em Trơ. Có cái nội dung gửi là ủng hộ làm nhà cho hai vợ chồng em Trơ. Đấy, em Ngọc cũng chỉ là ghi cái nội dung và cái ngày nhận thôi. Em Ngọc cũng rất là mong muốn cô bác đấy liên hệ với em Ngọc để em Ngọc biết người nhé. Và gần đây nhất tức là hôm nay thì em Ngọc cũng có nhận được anh Tuấn Lê ở bên Mỹ có gửi thêm là 400 đô, quy đổi ra là 1.976.000 đồng. Và thêm khoản tài trợ của chú NH ở bên Mỹ là 1.100 đô. Và chú Rimi Nguyễn ở bên Mỹ là 100 đô. Tổng hai chú là 1.200 đô. Với số tiền quy đổi ra khoảng hơn 27 triệu đồng. Vậy là tổng cái quỹ của nhà em Trơ hiện tại bây giờ đang nhận được là khoảng 55 triệu đồng. Tổng tất tần tật cái quỹ nhận được. Đấy, qua đây thì anh Ngọc rất là mừng hai vợ chồng nhà em Trơ. Đấy, cái tổng số tiền anh vừa nêu trên ấy thì là được các cô chú là cũng hỗ trợ cho nhà em được bằng đấy để sau này mình xây cái nhà lên rồi. Vâng. Thì qua đây anh Ngọc cũng rất là mong muốn là cô bác xem được cái video này, hãy đồng cảm với gia đình nhà em Trơ để cho vợ chồng em Trơ có một cái ngôi nhà hoàn thiện, nó cũng không phải đi ở nhờ cái đất nhà người khác nữa, để sau này cho tương lai em Trơ phát triển lên và cái con vật, có con vật nuôi hoặc là làm những cái công việc gì đỡ lo với khoản sau này ấy. Thì em cũng có một cái lời nào cảm ơn đến tất cả các cô chú đã luôn quan tâm đến gia đình nhà em, đặc biệt là đã hỗ trợ cho gia đình nhà em để gia đình nhà em cũng sắp tới cũng có một cái ngôi nhà xây. Em rất cảm ơn các cô chú có bắt mà đã quan tâm đến em, đã hỗ trợ cho em nhiều rồi. Thế thì là em cũng là mong cảm ơn các cô bác nhiều. Đây là cái lời cảm ơn em Trơ, nói chung là cũng nói nó không lên một cái lời ấy, thì mong quý vị cũng thông cảm cho vợ chồng em Trơ. Đấy, em cũng rất là mong muốn là cô bác hãy là hỗ trợ cho em Trơ thêm một chút nữa để em Trơ có một cái ngôi nhà xây nó khang trang hơn. Cái số tiền này nó chưa đủ để làm một cái ngôi nhà xây, em cũng rất là mong muốn cô bác hãy là ủng hộ và cũng như là hỗ trợ cho vợ chồng em Trơ luôn. Thêm một chút nữa, em vợ chồng em Trơ là cũng là hoàn cảnh em Trơ là cũng là mồ côi từ nhỏ ấy, nhà thì rột nát, bây giờ hiện tại ở đấy ở đất người khác ấy, cũng không dám tu sửa lại mà xung quanh cũng chỉ là cây cỏ voi quây vào và trên đỉnh nóc là ngói pro nhưng mà rột nát hết rồi ấy. Thì Ngọc rất là mong muốn cô bác cũng hãy là hỗ trợ cho em Trơ thêm một chút nữa để Ngọc hoàn thiện cho cái ngôi nhà em Trơ. Còn cái phần chuồng bò nhà em Trơ này thì là cũng làm mọi thứ là cũng xong, là chuẩn bị sẵn sàng rồi, bây giờ chỉ quây vào. Em vợ chồng em đi kiếm cây đi, về quây xung quanh đi. Vâng. Xong là có gì là anh được nhận được cái số tiền của cô chú giao tên bên Mỹ là anh sẽ mua bò mua dê luôn. Vâng. Nhá. Vâng. Làm luôn cho anh nhá. Vâng. Đấy, mai không có việc làm đi làm luôn. Mai có việc làm không?
Em có. Đấy, đi kiếm cây về quê cho anh đóng, nọ đinh anh mua vẫn còn, còn không? Còn mà. Ờ, còn theo về là đóng vào làm quê thành cái chuồng nhá. Vâng. Em Ngọc cũng xin nhắc lại là cô chú giấu tên ở bên Mỹ thì cũng có đang trong quá trình gửi tiền về cho em Ngọc. Là để xây bể nước cộng đồng thôn Ha Cá, nhưng mà hiện tại em Ngọc chưa nhận được, và số tiền để mua cho bò cho dê nhà em chưa. Nếu mà cô chú giấu tên ở bên Mỹ mà xem được cái video này thì tại vì là em Ngọc không liên lạc lại được với cô chú, thì cô chú cũng có gửi cách đây khoảng gần nửa tháng rồi, em Ngọc vẫn chưa nhận được cái khoản hỗ trợ đấy. Mong là cô chú xem được cái video này hãy liên lạc lại với em Ngọc để biết thêm về cái thông tin số tiền đấy, tại vì là em Ngọc cũng khá là sốt ruột, tại vì cô chú cũng thông báo là gửi cho em Ngọc khoảng cách đây 2 tuần về trước rồi, nhưng mà hiện tại em Ngọc vẫn chưa nhận được cái khoản hỗ trợ đấy. Em Ngọc rất là mong cô chú xem được video này cũng là liên lạc lại với em Ngọc ạ, để em Ngọc biết thông tin thêm về cái số tiền đấy, hoặc là cô chú cũng có là hỏi về cái dịch vụ gửi tiền bên đấy xem mà họ gửi như thế nào mà lâu ạ. Thì em Ngọc cũng rất là mong muốn như thế. Và cô chú giấu tên cũng có hứa là đợi xem có các cô bác mà ủng hộ thêm nhà em chơi thì là cái phần sau để làm nhà em chơi thì cô chú cũng có là tài trợ. Đấy, thì em Ngọc hôm nay cũng thông báo như vậy. Tí nữa em Ngọc sẽ đi qua bên nhà chị So. Vâng, em Ngọc xin chia sẻ cảm ơn. Chị So nóng quá lên Hà Đông ngủ. Cơm nha em. Hiện tại thì em Ngọc đang có mặt tại nhà chị So. Hôm nay em Ngọc cũng có đến đây là để mang cái tin vui đến gia đình chị So. Một là về cái nguồn kinh phí để làm gia đình nhà chị So. Hai nữa là phần cái con vật nuôi. Thì hôm nọ như quý vị cũng đã thấy là em Ngọc cũng đã mua được là thêm một con dê, đó là cái phần quà của ông Quang ở bên Mỹ cũng gửi đến để tài trợ cho gia đình chị So, là tổng 2 con dê. Tuy nhiên là khu vực bên lanh quanh gần đây ấy, tìm dê nó rất là khó ấy. Cho nên là hôm nọ tìm được con, và sáng nay em Ngọc cũng có nói em cái là đi chợ phiên bên Cao Bằng để là mua thêm một con. Bây giờ hiện tại thì em cái cũng đang trên đường đến đây, em Ngọc cũng vừa liên lạc với em cái rồi thì em Ngọc cũng đến đây một chút đấy, và mang cái phần quà của các cô chú đến đây. Tí nữa cái phần quà của ai em Ngọc sẽ là nói chi tiết hơn. Rồi em Ngọc đang đợi em cái đến một chút để lấy cái con dê về cho chị So đã. Em cái cũng vừa đang đến kia nhá quý vị nhá, đang chở dê đến. Tại vì là đi chợ phiên ở xa ấy, thì sáng nay cũng bận cái công việc ở đây, thì em Ngọc cũng có khá là nhiều công trình, đâm ra là em Ngọc cũng có nói em cái một mình đi mua để xong là trở về. Thời gian qua bên này được ấy. Này là mua bảo lâm đấy phải không? Chợ bảo lâm đấy phải không? Vâng. Đâu chị So đâu ấy? Sai. Ô, sao chị nhận cái à? Đi đâu? Tìm gà à? Vâng. Ăn cơm rồi, mấy anh ăn cơm rồi, bảo không có người làm cơm đâu. Tìm gà đâu? Chờ đi sang cái nhà này. Tìm gà nấu cơm á? Thôi anh em cơm rồi, bảo không bảo gọi tha về đi, không làm cơm đâu. Cô tha rồi à, tha nhớ gì à? Gọi tha về đi, không làm cơm đâu. Ờ, tôi đi hồ kiện đấy, chị hồ kiện đấy, chào lòng. Ờ, hồ kiện bây giờ chị bây một tôi à. Ở đâu nó thôi, nó sẽ đang đi chơi. Thôi anh em mình lấy vào thôi. Con này to phết nhỉ? Ừ, con này được mà anh, con này cũng đẹp mà đây. Con này đẻ lần nào chưa? À, cũng chưa. Đây, này bắt đầu ấy, chắc bảo là nghe họ nó bảo là thả đi trong chửa, nhưng mà mình cũng không có ấy, con đường thì mình không biết. Nào, phải anh em mình cho vào đi. Ô, khép kín chứ.
Đâu, bên này, bên này. À, cái con dê này ấy, thì là vẫn là sự tài trợ của ông Quang ở bên Mỹ nha quý vị nhá, để là tài trợ cho nhà chị So là hai con dê một con bò. À, hôm nọ thì em cũng đã nói luôn từ đầu là do là ở đây tìm dê nó hiếm ấy, thì mua được con nào trước hay con đấy, hôm nọ cũng mua được một con trước ở bên này rồi. Thì hôm nay em cái cũng đi ra chợ phiên để mua ra chợ phiên tiếp tận Cao Bằng nha quý vị nhá. Cái chợ Bảo Lâm mà đợt trước em Ngọc cũng đi mua cái bò con hai con bò cho nhà em Nô A và Nô B. Sáng đi chả đi từ sáng sớm lắm à? Vâng, em đi sớm mà anh. Con này to ngang ngang con đấy hay là to hơn? To một tí, to một tí. Con này bao nhiêu cân? Con này 26 cân anh. 26 cân à? Vâng. Đây, nó to hơn, đây nó cao. À cao, cao to hơn nhiều. Ờ. Con này là 26 cân nha quý vị nhá. Tại vì lúc sáng nay thì Ngọc cũng có bàn giao cho giao cho em cái là có nhiệm vụ là đi mua ở chợ phiên về. Con này to hơn. To cao hơn con cũ rất là nhiều luôn. 26, giá bao nhiêu đấy? Giá vẫn 130 anh ạ. 130 à? Vâng. Nhân 26 bằng 3.380.000 phải không? Vâng ạ. 3.380.000 đồng con này. À, tổng đợt trước là đợt trước cái hôm nọ đi mua con này là bao nhiêu nhỉ? Hôm nào em đi mua con này á? Con này mua 3 triệu bao nhiêu nhỉ? 3.380.000. 3.380.000 là hôm nọ em đi mua đây cân nhà tính được phải không? Con này. Cộng này. 3.080.000 bằng tổng hai con là 6.460.000 đồng là tổng hai con này. À, cái quỹ còn thừa để mua dê ấy, thì là có 6.500.000 đồng. Vậy là hai con dê đi mua đã là 6.460.000 đồng, còn dư ra là 40.000 đồng nha quý vị nhá. Cái số tiền của ông Quang thì coi như hết. Cái số 40.000 đồng này tí khả năng em Ngọc sẽ là hỗ trợ cái phần cho em cái sáng nay đi tận Bảo Lâm Cao Bằng ấy để mua dê. Thì em Ngọc cũng hỗ trợ là cái một bình xăng cho em cái gọi là mấy chục nghìn tiền xăng. À, mong quý vị và ông Quang xem được cái video này cũng thông thiết thức thông cảm. Tại vì từ đây đi Bảo Lâm ấy nó rơi khoảng tầm mấy chục cây nhỉ cái nhỉ? Đấy gần 60 cây. Gần 60 cây. Từ đây xuống nếu mà từ huyện đi phải tầm 80 cây. Tại huyện vào đây là 20 cây rồi. Từ đây đi 60 cây nữa là tầm nếu mà từ huyện tính từ huyện đi tầm 80 cây nhưng mà từ đây đi tầm 60 hơn 60 cây tí. Con này to hơn nhiều chứ nhờ? To mà vì nó nặng hơn chứ. Nặng hơn. Nó nặng hơn thì nó. Vậy là gia đình chị So đã đủ cái số lượng con vật nuôi rồi. Em bảo chị So ra đây xong là có đi rồi đi. Lấy chè hai á, chú chia đâu á. Bảo là bây giờ cái con vật nuôi này thì là mình đủ hai con dê, một con bò rồi. Thì gia đình cũng chịu khó là mấy mẹ con cũng chịu khó đi lấy cỏ cho bò cho bò và cho dê ăn để không phụ lòng các cô bác ấy, người ta ủng hộ mình đến mình phải là chịu khó. Và cái con em cũng nói cho chị biết là cái con dê này là cái phần quà của ông Quang ở bên Mỹ cũng có gửi cho gia đình mình. Ông Quang thì ngày trước cũng có là mua một con bò bà Hà và một con con dê ngày trước, nói là tổng hai con dê và một con bò này là đều của ông Quang bên Mỹ hết. Vâng. Chị hiểu. Vâng. Anh đi nhá. Con này ấy thì nên mà vô tàu chỉ thế nhu được tài nhá mà cho xí cho thầy rau này thầu này nhá phú vợ sẽ rau nhá tụi nhu thì ở tụi chỉ mà tụi giờ quan à nhóc của mì cu nhá sáng sớm đi lò vị thì tụi này nhu thì chỉ mà vô vô được tài đó rồi ơi tụi này tí mà giờ thầy tàu chia rồi mà giờ tàu xí tụ này thầy rau này thầu này không nhớ chế đây rồi thầu nhá giờ sáng sớm đi lò đấy nhá sáng sớm một từ giờ quan à đi vô ở tụi chỉ này ít tụi nhu cha sẽ từ có mua này con này cho rồi có cha sẽ từ có mua rẻ này mua mì nhua này con này giống ý dạng này con này phước sa con này giống ý dạng này thì em cũng dịch ra cho mọi người để hiểu ấy. Ý là bây giờ từ lời nói của chị So cũng rất cảm ơn ông Quan đã hỗ trợ chị So có hà ba con vật giống như có hai con dê và một con bò để làm giống vừa hỗ trợ trong gia đình chị thoát cái nghèo phát triển kinh tế mà chị họ từ cái lời hứa của chị So sẽ hứa bảo là chị So sẽ chịu khó chăm sóc hai con dê này để nó phát triển về cái kinh tế đàn dê cho nó càng đông và cái con bò nữa
chị So nó sẽ cố gắng để lấy cỏ này, chăn sóc, lấy nước cho nó uống, cho nó đều để nó phát triển về kinh tế trong gia đình chị. Chị cũng rất cảm ơn ông Quan, một cái từ nói của chị như thế này. Đây vào đây thăm con ấy thôi này, để vào thăm con bò thôi. Đấy, xíu nhung một chút. Ô, các cháu đi đâu hết rồi nhỉ? À, còn có 2-3 cháu đấy à? Múa chị đã? Múa chị đã? Múa chị đã? Múa chị đã? Đi đâu? Con đi ở dưới xuống đi bắt cá. Đi bắt cá? Vâng, đi tắm ở dưới xuống. Đây cái gạo nhà chị cho đây vẫn còn khá là nhiều luôn, còn bao nhiêu bao đấy? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Tổng còn 7 bao gạo. Chị So không nấu cơm ở đây. Đây còn nửa bao này. Không nấu cơm, cô cho các cháu ăn là sao? Vẫn còn thừa nhiều đấy chở. Ai, su đấy, chị uống thôi chả. Chị uống đây, chúng nhiều thôi đấy. Cô chả nửa anh chua, su phí nữa chỉ chua nào. Nè, trên cái tiệt chảy tiệt. Tên xong một chỉ đang mô, tên xa lộ tên mà uống. Ờ, mà ý là hay là dùng lòng mà dùng nó một mông tàu mới cái đầu mới nhổ không cho mình nhổ mà cái chị uống đây được nói nhá uống đây được nói chỉ là hay nửa nó chỉ tàu mỏ không phải không thì dùng lòng mà dùng thì dùng tức là nó ở bên hôm đây chỉ nhận nói dùng nó từ vùng mông tàu nhưng mà uống đây thế hả không uống đây thì dùng tôi là lâu à không chị So cũng vẫn nấu nhưng mà ý là chị So bảo là lâu ấy chị So vẫn nấu cho mấy cháu ăn thì chị So nó hay nấu mình mới nhiều thì lâu lâu là thế nào bây giờ mua gạo về các cô chú đã mua gạo về cho các cháu ăn phải chịu khó nấu cho cháu ăn chứ nhá ô trời trời xí thu mà vô chỉ trên này vô cú rồi nhiều nó chỉ vô lâu thì vô nó một hôm mà vô uống không mệt thôi chị ở bên nó mà nói tình phù hợp không hả chị ở vô uống đây nó đấy nhá ý là chị So nó cũng ý là nó làm quê đấy thì nó nấu mì mến ăn thì cơm thì nó hơi nấu ít thì em mới dặn dò bảo là bây giờ thì cũng nấu cơm cho trẻ con ăn thì chị So nó cảm giác nó thích ăn mì mén thì nó lâu 2-3 ngày nó gắt nó bây giờ chị thế thì các cháu mà cái này mua về cho các cháu ăn nữa mà có phải mỗi mình chị So đâu. Đây con bò này lớn khá là nhanh luôn. Con này béo nhanh nhờ lông mượt nhờ. Con này có Hà Nam đấy, Hà Nam uống đấy. Cỏ ăn mà uống. Cô nào rồi gì đây? Đây cháo. À cháo đây cũng nấu cho các cháu ăn ở đây. Nấu à chắc nấu ít thôi phải không? Bà chị nấu nhiều vào cho các cháu ăn. Mèn mén. Bà nấu nhiều vào cho các cháu ăn nhá. Chị thích ăn mèn mén nhưng mà còn các cháu nhỏ các cháu ăn cơm vẫn tốt hơn mèn mén. Đây nồi nồi cũng nồi cơm đây này. Cũng nấu chứ không phải không nấu đâu. Ý là nấu nhưng mà chị nấu ít. Chị nấu ít hoặc chị nó hay nấu mì mén nó ăn chị ăn. Có nghĩa là nấu kết hợp luôn cả hai, ý là thế chứ không phải là không nấu. Có nghĩa là một ngày nấu cả cơm cả mì mén ai thích ăn thì ăn. Tại vì là bà con ở đây ăn quen kiểu dạng như vậy thôi. Nhưng mà có cơm thì em cũng bảo là nấu cho các cháu ăn đều đều và hôm nào cũng nấu. Ăn hết đồ vào, ok, cần có túi bọc túi bóng đâu. Anh cười hết rồi. Vâng, được đấy. Bà chị soi lấy cái bàn đấy thôi. Cái bàn đấy. Bàn nó xe đấy. Ta thì là cho sáng cái. Ra hẳn đây này, cái bàn ra hẳn đây cho nó sáng. Đi tìm gà bảo không có tìm đâu, bọn anh ăn cơm rồi. Rồi đi lo đi à. Thái. Bọn anh ăn cơm rồi không làm cơm đâu. Bọn anh làm cơm rồi, bây giờ 1 giờ chiều gì nữa. Ít chuyện đi lo đi phế à. Hôm nay em Ngọc đến đây thì thứ nhất là
có hai cái tin vui cần báo cho gia đình chị So cũng như là các quý cô bác cũng như là các quý vị khán giả biết. Là thứ nhất là về cái vấn đề là về phần cái nguồn quỹ của nhà chị So, và thứ hai nữa là cái con dê của nhà chị So thì cũng đã mua được, tiếp tục được một con rồi, là cái phần dê của chỗ ông Quang bên Mỹ là cũng có tài trợ nhà chị So cũng đủ thôi. Hai con dê một con bò là cũng vừa hết cái số tiền quỹ luôn. Và một cái tin nữa khá là vui, đợi chị So một tí. Ô thế thì chưa bảo đi ra ngoài có việc gì ấy. À chị So vào đấy. Em Ngọc cũng báo cho gia đình chị So biết là ngày trước em Ngọc cũng có vào đây và chia sẻ, cũng như là chị So là cũng có cái mong muốn là bây giờ hiện tại con vật nuôi là nuôi hai con dê một con bò, là gia đình chị cũng có như thế là cũng tạm ổn rồi. Chị cũng rất là mong muốn có một cái ngôi nhà. Bây giờ chị cũng có tuổi mà các con còn nhỏ. Sau này một vài năm tới các chị mà có tuổi thêm nữa mà yếu đi hơn nữa thì không có sức lao động ấy, thì chị cũng rất là lo cho các cháu, thì cũng mong muốn là có một cái ngôi nhà xây để sau này chị về tuổi già thì các cháu cũng có cái chỗ để mà trú mưa trú nắng để đỡ lo về cái phần sau này. Thì qua đó thì cũng được nhiều tất cả các cô chú cũng đồng cảm cũng như là hỗ trợ cho gia đình chị So. Ở đây Ngọc sẽ là công khai cái phần quỹ để mà các cô chú ủng hộ gia đình nhà chị So. Ở đây là có một là có anh chị Mỹ Hải ở Chicago, Mỹ là có gửi đến là 15 triệu đồng. Cô Xuân ở Sài Gòn là gửi đến ủng hộ gia đình để làm nhà, tổng là 5 triệu đồng. Và ông Quang ở bên Mỹ gửi đến gia đình để giúp gia đình cũng làm nhà là 1.000 đô. 1.000 đô bên Mỹ gửi quy đổi ra thì được 23 triệu đồng. Tổng cái số tiền em Ngọc hiện tại nhận thì ở đây là nó rơi khoảng tầm 43 triệu đồng. Đấy, cái số tiền này gần như là gần như được một nửa cái ngôi nhà. Gần được một nửa đôi ngôi nhà thôi. Mà tuy nhiên là ở đây thì thứ nhất là cái địa hình đường từ cái chỗ đổ vật liệu vào đây nó xa, và thứ hai nữa là mà lấy được cái vật liệu lên đây làm nhà thì cần phải có tiền xăng này, tiền hỗ trợ, tiền ăn cho bà con đến giúp. Đấy, còn nếu mà để mà hoàn thiện cái ngôi nhà thì còn thiếu khá là nhiều. Tuy nhiên bằng này cái số tiền thì nó cũng có là được một cái khoản cũng khá là nhiều. Đây về hiện tại bây giờ là chưa đủ thì em Ngọc cũng rất là mong muốn cô bác đã xem được thấy cái video này cũng là đồng cảm cũng như là hỗ trợ cho gia đình chị So. Thì cũng có rất là nhiều người góp ý là cũng có các cô bác góp ý cho anh Ngọc là nên làm cái nhà tiền chế. Như theo ông Ngọc là cái nhà tiền chế thì nó cũng không được lâu dài mà nó cũng rất là mỏng manh, và ở trên vùng cao này sương muối cũng khá là nhiều ấy, thì em Ngọc cũng không biết là như thế nào, nhưng mà em Ngọc cũng thấy là cái nhiều tình trạng là cái nhà tiền chế cũng như là quây tôn ở bên này ấy, ở trên vùng cao này ấy, thường là nó có sương muối xuống là sẽ được khoảng vài năm là nó sẽ bị han rỉ ấy, nó sẽ bị ăn mòn vào dần, nó sẽ là ảnh hưởng đến ngôi nhà, nó không được chắc chắn, nó không được bền lâu dài bằng cái ngôi nhà xây được. Thì em cũng rất là mong muốn cô bác cũng là hỗ trợ cho thêm chị So là mỗi người một bao xi, một viên gạch, ủng hộ hơn một chút nữa để hoàn thành, để hoàn thiện cho nhà chị So cái ngôi nhà xây, để chị So đỡ lo về sau này. Nhà chị chỉ có nhà xây thì nó mới kiên cố được lâu dài và nó bền vững. Nhà tiền chế cũng nói chung là nó cũng được thôi, nếu mà giải pháp cuối cùng không đủ cái tiền thì cũng đưa ra giải pháp đấy thôi. Nhưng em Ngọc vẫn là mong muốn là cái ngôi nhà xây như nhà em Chí em Xá ngày trước ấy, thì cái quãng đường nó cũng là khá là khó khăn. Nó cũng rất là nhiều giải pháp đưa ra mà cũng được cái cô bác cũng tư vấn, bảo nên làm nhà tiền chế. Nhưng mình cố gắng và mình phấn đấu thì đưa cái vật liệu lên đây thì nó cũng đủ một cái ngôi nhà mà nhà em Chí, em Phá, em Nô để thoải mái, để đủ cái sức để làm một cái ngôi nhà xây ở trên bà con trên này nếu mà vận chuyển vật liệu, tại vì cái tính đoàn kết ở bà con trên này khá là cao, hay đi thì nó đổi công nhau ấy. Nên có cái ở đây là cái nguồn kinh phí để mà đổ xăng tiền ăn là em Ngọc chưa có, và cái số tiền để mà làm nhà thì chưa đủ. Vì vậy em Ngọc một lần nữa rất là mong muốn cô bác hãy là chung tay hỗ trợ thêm một chút nữa để hoàn thiện hơn cái ngôi nhà cho chị So. Đây là em báo cho chị So là như thế. Còn về một cái khoản nữa là cái ghế này này.
cái ghế với cả cái cá này. Ở đây em Ngọc mua là 4 lốc cá cá hộp ạ. Và 10 cái ghế nhựa, cái loại ghế nhựa này em Ngọc mua cái loại dày mà loại tốt nhất thì được anh chị Xuân Gia ở Trơn Thành, Bình Phước cũng có gửi đến cho em Ngọc là 1 triệu đồng để mua ghế. Và thừa bao nhiêu thì mua đồ ăn cho nhà chị So, tức là cái cá hộp này thì anh chị cũng có nói thế. Anh chị Xuân Gia ở Bình Phước ấy thì là cũng có là cái người mà người nhà của anh chị Mỹ Hải ở Chicago, Mỹ ấy, là cái người nhà với nhau. Thì anh chị cũng có là hỗ trợ cho phần ghế này của nhà chị So. Và cái phần quà này gửi đến thì là ở đây là không có tên người gửi, tên người gửi ở đây là ở đây ạ, cô Triệu Thị Loan ở cái Song Hào, Nam Định. Cô ở Nam Định là cũng có gửi lên cho nhà chị So là 2 cái bọc này là hình như là quần áo. Em Hồ Anh là lấy cái gì bóc ra xem có cái gì ở bên trong. Em có đủ đồ của các cô chú gửi lên cho nhà chị So không? 10 cái ghế nha quý vị nha, ghế loại tốt nhất, loại đẹp nhất. Em Ngọc sẽ bỏ xuống đây. Tại vì vào đây rất là nhiều lần ấy, các cô chú cũng thấy là nhà chị So thiếu ghế để ngồi. Tại vì nhà thì có 9 người ấy, có 3-4 cái ghế nó không đủ ngồi. Và chị có hỗ trợ cho, đây là cái này là cái gì đấy? 2 bộ quần áo cho cháu trai. Đây là cháu trai là cháu mồ côi. Cháu trai là cháu mồ côi ở thôn Quế Liền, thuộc xã Niêm Sơn. Cháu mồ côi hôm nọ là được các cô chú hỗ trợ coi xe đạp cũng như là đồ nhu yếu phẩm mọi thứ ấy. Cái này là sẽ để mang về lại này. Cô Nhờ Ngọc chuyển đến cho gia đình 2 vợ chồng có 3 con mà có 1 cháu bị bệnh tai. Tức là nhà em vừa mới dình. Thế là túi này là túi nhà em vừa mới dình. Túi vừa mới dình bỏ đây. Túi này là túi để cho cháu trai. Vâng. Em bỏ hết vào đấy cho anh xong là hôm nào mình đi một thể. Vâng. Thế thì anh cho vào đây. Đấy. Sau này em mang về nhà em nhá. Vâng. Mai nhà em để mai ngày 1-2 hôm tới là mình đi. Vâng. Bỏ ra một riêng một chỗ cho anh. Vâng. Ở đây là tất cả quần áo. Quần áo này cho gia đình chị So. Cho các cháu ấy, cả chị So này. Đây em cất đi, bảo mẹ cất đi. Con đi không giải tạo hô thiêm rồi, khảo phẩm cho chế đâu. Đấy, coi đi. Lo khảo cho đi á. Còn cá này đi cất cho anh nhá. Ừ. Cá này biết ăn rồi thì mình thường ăn như thế, ăn rồi thì. Có nổ xe, có khẩu nổ xe. Ừ. Nó cho xin nó thì bao thế à? Muốn nó giả bao thế. Ừ, khảo nhá. Cơm chưa? Các cháu ăn cơm chưa? Hỏi các cháu ăn cơm chưa? Nó mỏi tao. Ăn hết rồi. Ăn hết rồi hả? Chị So này nghe vẻ hơi mệt sao nhỉ? Nhìn bơ phờ hết người này. Ta kêu mùa gì đó ngày ngày này. Ta kêu mùa Tết rồi về. Sáng nay đi sẵn đi dậy sớm đi làm. Làm về thì là nóng quá chắc chị mệt. Sáng nay đi làm sớm à? Cho bún ngô chưa xong hay đi hội nhà nào? Một tháng đầu Tết đó, mùa đi này. Đi về. Chị nó đi làm ở nhà mình nhé. Nhà mình à? Vâng. Trong thủ đi làm buổi sáng thì thời tiết nó cũng thay đổi. Thời tiết dạo này nắng nóng rất là nhiều luôn. Vâng. Thế cái ghế này nhá, ghế này là bình thường là ngồi là ăn cơm mọi thứ là cứ cho các cháu ngồi nhá. Ghế này. Thật thì là ý là chọn nó một mà nó đảm mà trong mỗi là ý. Đấy, ghế này ngồi quá chắc chắn luôn này này. Tổng là 10 cái. Ta hồ ngồi khách khứa mọi thứ đến là ngồi chơi rồi thì là các con ngồi ăn cơm. Đấy, đỡ phải đứng. Bây giờ đầy đủ ghế rồi. Trong tàu mà khảo trong chia thật thì em muốn thích tôi đấy em ạ. Nhá. Được rồi, gia đình cứ nghỉ ngơi đi. Bây giờ em Ngọc sẽ đi qua bên nhà em chơi. Để lên nhà em chơi cũng thông báo một số tin vui cho gia đình em chơi. Nhà em chơi cũng có được khoản thêm cái khoản tài trợ từ phía các cô bác mạnh thường quân đấy. Ở đây nữa này. Đây còn cái phần sữa và nét để quên luôn ở ngoài xe. Em Ngọc quên cái phần chị Xuân Gia là 1 triệu mua ấy. Thì là mua sữa này, mua ghế và mua cá. Em Ngọc vừa nãy để quên ngoài xe. Cũng có nói là mua sữa rồi nhưng mà vừa nãy vừa ra xe thì mới để ý đến. Thế bây giờ bóc sữa ra cho cháu ăn uống. Em bóc sữa ra cho các cháu đi. Nãy mình để.
mẹ. Mẹ. À, lo đi phải, phải nè. Sao rồi học, không nhiều học tạm mà mua nha. Họ đã mua cho bố cho pháo khẩu rồi cho chị rồi nhá. Nhá. Họ mua khẩu trong hộp trước. À, em Ngọc xin nhắc lại lần nữa cái sữa này ấy, thì là của anh chị Xuân Gia nhá. Anh chị Xuân Gia cũng có gửi đến cho em Ngọc là mua sữa này, mua ghế và mua cá. Cá hộp ấy. Vừa nãy mua vào rồi nhưng mà lại bỏ sót trên xe. Tí nữa quên cái thùng sữa. Không sao. Ra kiểu gì mình nhớ mà mình để trên yên xe ấy. Đủ chưa? Đủ cho cháu uống đi chứ. Có một số cháu chú về. Thả uống không? Lớn nó uống không? Có em có. Hả? À, uống này này, làm hộp. Có chưa? Uống chưa? Có một cái rồi. À có một cái rồi thì. Đôi bà chị Tho là cái này là cất đi sao cho để các cháu uống dần nhá. À, thì đi khẩu nhá, đi khẩu cho thật thì mình lấy lò mà muốn hậu rồi nhá. Chỉ sớm thì ta sẽ hậu hậu ít hậu ta đó. Ờ, cất đi cho các em uống dần nhá. Bây giờ các em hết rồi mình cho các em uống để cho nó khỏe. Đây cất cất đi em cất đi. Cất đi đâu chỗ nào thì cất. Không là nhớ đây là cho em uống được. Ừ, thảo suận. Đấy hết rồi, đưa cho các cháu thêm này. Lấy cho các cháu thêm. Hả Minh Nhu? Không nhiều nữa. À, đây là bà mẹ lấy cho cháu, cắm cho cháu đi, cắm cho cháu kia đi. Cắm vào cho em. Cắm vào cho em. Này, uống thêm. Đó. Mấy cá mang đạp của chúng tôi đấy. Mấy em nữa đi bắt cá à? Ờ. Bắt cá ở đâu? Bao kia. Bắt ở dưới suối á? Ờ. Ừ. Em cũng uống không? Đây. Hả? À, no chưa? No. Uống nó nha. À. Xin chứ, lấy được phải xin anh chứ. Em sẽ. Ờ. Cháu đi dốc lên. Chị So hôm nay là cũng vừa đi làm nương về, đi từ sáng sớm thì nghe nói là cũng đi từ sáng sớm về mệt như vị nhá. Kiểu như là nắng này, nắng nó uể oải người ấy. Mẹ xỉa lý mẹ à? Xỉa lý. Thôi, cắm cho em uống, đúng rồi. Mẹ nuốt cho chua mà. Mẹ luôn thật nè nè. Chị thân bao thang. Không uống nữa à? Khó ghê.